đội, tạp chí Phương Đông, câu lạc bộ giao lưu văn hóa kinh tế quốc tế, Together with the People's Committee of Phú Yên. Xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần, đại diện tổng đài tình nghĩa, mong muốn the State of Palestine, Dean of the People. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Economic Chairman Sultan of Oman, đại sứ đặc mệnh phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên. Xin giới thiệu các phu nhân, phu quân, lời chào mừng bình thường giữa các nước với Việt Nam. Với sự tham gia đã góp phần thúc đẩy Phú Yên và các bạn, các đồng chí và cảm ơn các thứ ba câu lạc bộ tổ chức. Đại thế, phó bí thư tỉnh ủy, các công ty du lịch sao Việt. Xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần. Đặc biệt về du lịch, câu lạc bộ giao lưu kinh tế, văn hóa kinh tế, trong đó đã nhiều lần đến Phú Yên, các phu nhân, phu quân trẻ trẻ. Chị Phạm Tất Thắng, phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng quốc hội. Many other members from Hà Nội sẽ có cuộc giao lưu hữu nghị với chủ đề Phú Yên điểm đến kiến thắng với Tây Nguyên. Đây là một thế theo quy định hết Việt Nam và Lan Associate Professor Phạm Tất Thắng cảnh quan núi rừng của Mỹ với nhiều thác hồ. Xin giới thiệu ông Phạm Vai Yên Sơn Sơn Nhật Bạn Yên Sơn Sơn Nhật Bạn Yên Sơn Sơn Nhật Bạn Yên Sơn Sơn Nhật. Nghe bài phát biểu của Ngài Phạm Nhật Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kể về những cái đặc điểm và những ưu tiên của tỉnh Phú Yên, chúng tôi hứa trên cương vị là những người đại sứ của các quốc gia có những cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài với Việt Nam sẽ tiếp tục tạo một điều kiện thuận lợi và giúp đỡ Phú Yên để Phú Yên tiếp tục hình thành và phát triển. Tôi có thể tiếp tục nói rất nhiều nhưng vì thời gian quá ngắn tôi chỉ muốn khẳng định lại lời cảm ơn chân thành đối với câu lạc bộ giao lưu. Xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu. Và sau
là đẹp rồi, cô. Mấy cô đứng được rồi. Mời cả ông. Come on, yeah.